nghiên cứu cho thấy người càng xinh đẹp càng dễ ly hôn những kết quả khảo sát gần đây cho thấy vẻ đẹp ngày càng trở thành điểm yếu chứ không phải điểm mạnh trong chuyện hôn nhân gia đình gần đây người ta đã chứng minh được rằng đàn ông thành đạt thích chọn phụ nữ kém sắc về làm vợ cho nên cơ hội lấy chồng của những cô nàng xinh đẹp vì thế mà khan hiếm đi Giờ đây lại xuất hiện một nghiên cứu nữa cho thấy, dù các cô nàng xinh đẹp đã tìm được tấm chồng thì khả năng ly dị của họ cũng rất cao. Càng đẹp càng dễ ly hôn. Nhà tâm lý xã hội Christine Markellman. Càng đẹp càng dễ ly hôn, nhà tâm lý xã hội Christine May cùng cộng sự tại Đại học Harvard, Mỹ đã thực hiện 4 thí nghiệm khác nhau để đánh giá tác động của vẻ ngoài đến thời gian gắn bó của một mối quan hệ. Kết quả khảo sát cho thấy những người vượt trội về nhan sắc phải đối mặt với sự tan vỡ nhiều hơn, tỷ lệ ly hôn cũng cao hơn. Nguyên nhân là do người có ngoại hình bắt mắt phải đối mặt với nhiều cám dỗ xung quanh, trong khi những người bình thường chỉ chú tâm vào mối quan hệ hiện tại. Vì bị phân tán bởi nhiều lựa chọn nên người đẹp sẽ khó giữ một mối quan hệ lâu dài. Dài dạn tình trường cũng dễ ly hôn. Mới đây một nghiên cứu đã khẳng định rằng những người có quá nhiều người yêu trước khi kết hôn có nguy cơ ly dị cao, ngược lại những người chỉ có một đến hai người yêu trước khi tiến đến cuộc sống hôn nhân thường sẽ có đời sống gia đình hạnh phúc, bền vững. Khi một người đã từng yêu hết người này đến người khác, nó có thể trở thành một thói quen xấu xí, họ rất dễ bị rung động, cũng rất dễ bị hấp dẫn luôn muốn tìm cảm giác mới mẻ hơn nữa những người yêu nhiều trước khi kết hôn có thể phát triển một cảm giác rằng mình rất dễ có người yêu vận đào hoa nở rộ việc tìm kiếm người khác luôn dễ dàng và điều này có thể dẫn tới một cuộc hôn nhân không ổn định rất có thể sau khi kết hôn không vừa ý có mâu thuẫn dù là nhỏ nhất họ cũng sẽ đi tìm người khác để giải tỏa và nguy cơ cao sẽ dẫn tới ly dị nếu họ tìm được người hợp ý theo các chuyên gia những phân tích trên không phải đúng tuyệt đối với tất cả các cặp vợ chồng nhưng đa số đều như thế chính vì vậy để hôn nhân bền vững chỉ nên hẹn hò với một đến hai người trước khi kết hôn đừng giàn trải tình cảm mà rơi vào trạng thái không ổn định trong hôn nhân sau này kết hôn sớm hay muộn cũng dễ dẫn đến ly hôn theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới, những người lập gia đình trong độ tuổi từ 28 đến 32 thường ít ly hôn nhất. Tác giả của nghiên cứu cho rằng những người kết hôn chỉ còn trẻ thường dẫn đến mâu thuẫn. Tác giả nghiên cứu cho rằng những người kết hôn khi còn trẻ thường dẫn đến mâu thuẫn vì chưa đủ kinh nghiệm sống, trong khi đó những người kết hôn muộn thường gặp rắc rối trong cuộc sống gia đình vì không thể thông cảm cho những thói quen riêng, cố hữu trong quá khứ của nhau thu nhập quá chênh lệch. Thu nhập quá chênh lệch sẽ dẫn tới ly hôn, tài chính trong gia đình là yếu tố liên quan hàng đầu đến hạnh phúc của các cặp vợ chồng, tuy nhiên không phải những cặp đôi càng nhiều tiền thì càng ít ly hôn, trên thực tế những cặp đôi có tài chính trung bình và đặc biệt không chênh lệch nhiều giữa vợ và chồng thì nguy cơ ly hôn là thấp hơn cả. Theo nghiên cứu của Đại học Stanford, Mỹ, 69% các vụ ly hôn ở Mỹ do phụ nữ nộp đơn, còn ở Việt Nam số vụ ly hôn do người vợ đứng đơn lớn gấp 2 lần so với người chồng đứng đơn, tức là khoảng 70% các vụ ly hôn ở Việt Nam do người vợ đưa đơn con số tương đương với tỷ lệ ở Mỹ. Theo công trình nghiên cứu xã hội của tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ ly hôn kết hôn ở Việt Nam là 31,4%, tức là cứ 3 cặp kết hôn lại có một cặp ly hôn. 60% số vụ ly hôn này thuộc về các gia đình trẻ. Trong đó, 70% số vụ ly hôn khi kết hôn 1 đến 7 năm và hầu hết đã có con.